Chào mừng các em học sinh quay trở lại với kênh Thành Đô Vlog. Thì trong video hôm nay, kênh Thành Đô Vlog tiếp tục chia sẻ với các em dạng toán nâng cao lớp 3. Thì cụ thể trong video này, chúng ta tìm hiểu về dạng toán rút về đơn vị. Bài 1. Thì bài 1 này có nội dung như sau. Kiệt có 8 hộp kẹo, Kiệt cho Hà 20 chiếc kẹo thì Kiệt còn lại 6 hộp kẹo nguyên. Hỏi lúc đầu có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo thì để giải được bài toán này hay bất kỳ một bài toán nào thì các em cần phải có phương pháp suy nghĩ cho nó đúng thì các em mới tìm được đáp án của bài toán phương pháp suy nghĩ cho đúng là gì đầu tiên các em phải đặt ra câu hỏi là bài toán yêu cầu các em tìm cái gì cụ thể trong bài toán này bài toán yêu cầu các em tìm cái gì hỏi lúc đầu Kiệt có tất cả bao nhiêu chiếc kẹo tức là bài toán yêu cầu các em tìm xem lúc đầu Kiệt có tất cả là bao nhiêu chiếc kẹo lúc đầu Kiệt có 8 hộp kẹo như vậy nói cách khác là các em sẽ tìm xem là 8 hộp kẹo có bao nhiêu chiếc bài toán yêu cầu các em tìm 8 hộp kẹo có bao nhiêu chiếc vậy Muốn tìm được các em phải tìm cái gì? Muốn biết 8 hộp kẹo có bao nhiêu chiếc thì các em phải tìm được một hộp kẹo có bao nhiêu chiếc. Sau đó các em lấy số chiếc kẹo trong một hộp các em nhân với 8. Câu hỏi đặt ra tiếp theo là các em đã biết cái gì rồi? Đã biết cái gì rồi? Đã biết là lúc đầu có 8 hộp. Kiệt cho Hà 20 chiếc kẹo thì còn lại là 6 hộp kẹo nguyên. Lúc đầu có 8 hộp, sau khi cho 20 chiếc thì còn lại là 6 hộp. Như vậy là đã cho mấy hộp? đã cho 8 trừ 6 bằng 2 hộp và 2 hộp này nó chứa 20 chiếc kẹo. 2 hộp có 20 chiếc kẹo. Như vậy, các em sẽ rút về đơn vị là một hộp có bao nhiêu chiếc? 2 hộp có 20 chiếc, như vậy một hộp sẽ có 20 chia cho 2 bằng 10 chiếc. Biết được một hộp có 10 chiếc thì các em sẽ tính được 8 hộp sẽ có số chiếc là 10 gấp lên 8 lần, 10 x 8 bằng 80 chiếc kẹo. Thì như vậy đến đây các em đã tìm ra cách giải của bài toán. Thì như vậy chúng ta sẽ giải bài toán là như sau. Thì chúng ta biết là lúc đầu bạn Kiệt có 8 hộp kẹo sau khi cho bạn Hà 20 chiếc kẹo thì còn lại là 6 hộp. Như vậy là bạn Kiệt đã cho bạn Hà số hộp kẹo là lúc đầu có 8 hộp, sau khi cho 20 chiếc thì còn lại là 6 hộp. Như vậy đã cho 8 6 bằng 2 hộp. Cho 20 chiếc tương ứng với cho 2 hộp. Như vậy chúng ta có thể hiểu là hai hộp có 20 chiếc kẹo. Hai hộp có 20 chiếc kẹo, do đó mỗi hộp kẹo sẽ có số chiếc là 20 chia cho 2 thì bằng 10 chiếc. Các em rút về đơn vị là một hộp. Một hộp có 10 chiếc kẹo. Một hộp có 10 chiếc kẹo mà lúc đầu bạn Kiệt có 8 hộp. Như vậy, lúc đầu Kiệt có tất cả số kẹo là Các em lấy số chiếc kẹo của một hộp là 10 chiếc, các em gấp lên 8 lần. 10 x 8 bằng 80 chiếc. Đến đây các em có đáp số là 80 chiếc kẹo. Thì như vậy video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông. Nhấn vào nút like và chia sẻ để ủng hộ kênh Thành Đô Vlog. Để nhận được các tài liệu ôn tập ôn thi toán nâng cao của môn toán lớp 3 thì các em có thể truy cập vào trang web của kênh Thành Đô Vlog là học toán online 123.info theo đường link đặt ở phần mô tả của video. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video kế tiếp.